Quý vị và các bạn thân mến, dự kiến sắp tới ngày 30 tháng 6, thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm. Rất nhiều khán giả đã đặt dấu hỏi về khung hình phạt Lê Tùng Vân cùng các bị can sẽ phải đối diện là bao nhiêu năm bóc lịch. Mới đây, chuyên gia pháp lý có những chia sẻ mới nhất về vụ án gây xôn xao này. Tòa nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có quyết định đưa ra xét xử đối với bị can Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm tại tỉnh Thất Bồng Lai trong vụ án hình sự xảy ra tại cơ sở này. Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tới đây và do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa. Thông tin ngay sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều phản hồi cũng như sự quan tâm từ phía dư luận. Mới nhất, luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ các bị can trong vụ án tịnh thất Bồng Lai bị truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt 2 đến 7 năm tù, tội phạm nghiêm trọng và nơi tội phạm được thực hiện là huyện Đức Hòa. Trước đó vào ngày 8 tháng 1 năm 2022, dân trí cũng đăng tải bài viết ông Lê Tùng Vân đối diện mức án nào. Theo bài viết và phân tích của luật sư Nguyễn Đức Tránh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, với tội danh vừa bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân có thể đối mặt với mức án đến 7 năm tù. Cụ thể theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Theo luật sư Nguyễn Thành Sơn Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi mạo danh cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên, thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Riêng đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà số tiền nhận từ thiện từ 500 triệu đồng trở lên, thì hình phạt thấp nhất là 12 năm, cao nhất là tù trung thân. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nếu bị can thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên, thì cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Mới nhất, lý giải về việc vì sao Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố ra tòa huyện để xét xử, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An không truy tố các bị can ra trước Tòa Nhân dân tỉnh Long An để xét xử, mà lại là Tòa Nhân dân huyện Đức Hòa giả đáp thắc mắc trên, tiến sĩ Bùi Kim Hiếu, trưởng khoa luật trường đại học ngoại ngữ, tin học thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc làm của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Tiến sĩ Hiếu phân tích, vụ án cho thấy các bị cáo có dấu hiệu phạm tội có tổ chức và ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Phật giáo, tạo dư luận lớn, nên thuộc thẩm quyền điều tra của công an tỉnh Long An và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An có thẩm quyền giám sát hoạt động điều tra. Từ đó có thể thấy vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa Nhân dân cấp huyện theo Điều 268 Bộ Luật Hình sự 2015. Việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An truy tố các bị can ra Tòa Nhân dân huyện Đức Hòa là phù hợp. Trước đó ngày 8 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 6 bị can gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Các bị can gồm cả ông Lê Tùng Vân đều có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên. Riêng bị can Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Cũng theo cáo trạng, phía Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đối với cả 6 bị can nêu trên. Tóm lại, theo chuyên gia và các luật sư phân tích, bị can Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án tịnh thất Bồng Lai có thể đối diện với các khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Riêng với bị can Lê Tùng Vân cũng được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự nếu trong quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp là người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên. Cũng liên quan tới vụ án sắp được xét xử vào ngày 30 tháng 6, các luật sư của 6 bị cáo đã tiếp cận cáo trạng, hội đồng xét xử đã gửi giấy triệu tập 16 nhân chứng cho vụ án. Đồng thời, một số thông tin đáng chú ý trong số này có 8 nhân chứng là cán bộ công an trong vụ án tịnh thất bồng lai. Ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã quyết định đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đã xét xử sơ thẩm ngày 30 tháng 6. Ngày 24 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra. Trong quá trình điều tra hai người khác trong tỉnh Thất Bồng Lai, bị khởi tố bắt tạm giam tiếp theo là Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cũng với cùng tội danh. Riêng hai bị can Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương không thừa nhận hành vi phạm tội như kết luận. Việc các bị can thừa nhận hay không, các bước tiếp theo trong quá trình tố tụng vẫn diễn ra bình thường. Đến ngày 9 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã có cáo trạng truy tố 6 bị can trên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Một điểm đáng chú ý khác trong phần lý lịch bị can Lê Tùng Vân 90 tuổi, có nguyên quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nơi thường trú tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, hiện sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, vợ và con chưa rõ là ai. Cũng trong phần lý lịch bị can, Lê Thanh Hoàn nguyên 32 tuổi và Lê Thanh Nhất nguyên 31 tuổi là con trai của bà Lê Thu Vân 65 tuổi. Tuy nhiên ở phần thông tin cha được ghi là không rõ. Trong vụ án này, bà Lê Thu Vân cùng hai con sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can Lê Tùng Vân, hoàn nguyên nhất nguyên thì bà Vân không rõ tung tích. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Lê Thu Vân có hành vi giúp sức cho bị can Lê Tùng Vân cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội nên quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa rõ bà Lê Thu Vân đang ở đâu nên chưa thực hiện các thủ tục tố tụng. Vì vậy, công an tỉnh Long An tách hành vi của bà này ra khỏi vụ án để tiếp tục làm rõ. Tương tự, bị can Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, có mẹ là bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, cũng bị truy tố trong vụ án, nhưng bị khuyết thông tin của người cha. Còn bị can Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, được ghi rõ nơi sinh nhưng lại khuyết toàn bộ thông tin cha mẹ. Dự kiến trong ngày 30 tháng 6, 16 nhân chứng được triệu tập trong phiên xét xử sơ thẩm, trong đó có 7 cán bộ công an huyện Đức Hòa, một cán bộ công an thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Trong vụ tỉnh thất bồng lai, còn có đối tượng liên quan khác là Lê Thu Vân. Hiện chưa xác định được chỗ ở của đối tượng này nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Lê Thu Vân được xác định là đồng phạm trong các hoạt động xúc phạm danh dự nhân phẩm, quyền và lợi hợp pháp của ông Trần Ngọc Thảo, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa giác ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã tách riêng vụ án này ra để điều tra xử lý quý vị nghĩ gì về bản án lê tùng vân và các đồng phạm sẽ phải đối mặt những tin tức mới nhất liên quan tới vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại